Đấy là con là cho Minh Chiết học lớp 6 ở trường Trần Văn Long quận nhất. Hôm nay con làm về chương trình có tên là khủng long đói bụng. Cách chơi như sau. Chúng ta phải ăn vào con vịt màu đen. Nếu chúng ta ăn vào con vịt màu vàng thì chúng ta sẽ bị trừ 1 điểm. Còn nếu mà ăn trúng con vịt có màu tím thì sẽ bị thua cuộc. Mà có lệnh mà con yêu thích nhất là khói lệnh của con khủng long, nghĩa là khói lệnh này khi bấm vào lá cờ xanh đỏ phong nền hình Underwater Two đi tới điểm X âm 190, đi tới điểm Y âm 70, chuyển sang nhân vật dinosaur 4D đặt bon thành không, đợi đến khi boy bằng đôi boy lớn hơn không chuyển sang trong phục dinosaur for D2, đợi đến khi boy lớn hơn năm chuyển sang trong phục dinosaur for D4, đợi đến khi boy lớn hơn chín chuyển sang trong phục dinosaur for D5 Python win. Thế này là hết rồi.